Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube La Cà Vlog. Mình là Tùng ơi. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục đi lên núi kiếm coi đã nè, kiếm cây cảnh đó anh em. Theo chân anh em mình xem hôm nay kiếm được cái coi gì nha anh em. Rậm quá anh em, phải phá đường chung rồi thôi. Hai bụi trà là luôn á. Mấy đây mùa khô á anh em, mùa nắng nóng á. Mấy cây dương là nó chết luôn này, nắng nóng khô hạn chết cháy, có năm nắng quá là nó cháy rừng luôn nha anh em, ngã khô hết à, thấy dương ngã hết rồi, bão xong đánh ngã hết luôn, mấy đây khô nữa ngã đánh sạch hết. Cho anh em xem coi đây này, sóng đặc biệt luôn. Sóng trên hòn đá luôn nha anh em. Được. Sóng một cách tuyệt vời luôn anh em, hay chưa? Hòn đá hết hòn đá luôn á. Sóng trên hòn đá này. Có dách chút xíu rồi mày coi sóng nha. Coi lớn nha, đó. Hay chưa anh em? Sóng trên hòn đá luôn. Đó. Không còn ấy luôn. Chỉ có một nhúm đất xíu thôi mà sóng. Coi đây coi gì này. Bộ đời đó, coi bộ đời đó anh em, trên đá luôn, đẹp đẹp nha, hay nha, sống mọc trên đời hay thiệt kìa. Đang chung dưới cái vách đá nè, thấy cái bụi rậm rạp vô phá đường để chung qua thôi nè, lấy phải chung mấy đường dưới đó ra rồi đó kiếm có coi thôi, đi mấy đường này đó chung ra dưới đá luôn. Nói chung chung dưới đây mát đấy. Khó đi một chút nhưng mà mát. Coi gì này. Sơm sơ đó. Đây này, cho anh em xem coi hai trâu này nè. Lá nó. Bung. Gốc nó đây nè, to quá. Đây anh em. Đó coi đây này. Hai trâu. Lá nhỏ nó. Gốc nó. Đấy, gốc nó vừa nè. Đó. Coi rồi. Ba thân. Đó. Lá nhỏ anh em. Cái này mình không lấy nha. Để dành rồi. Tại vì đường mình chưa biết đi giờ đi ngõ nào nên lấy rất mệt. À. Để phá đường giùm nữa, kiếm có đường dỡ đi rồi lên lái nè. Đây, cho anh em xem trái nó. Đó. Trái xanh nha anh em. Chưa chín rồi này, trái to chưa? Lá nó, trái nó. Gốc cũng gọi là to đó anh em. Ừ, thấy gốc này. Để dành tí có đường lên lái thôi nè. Để cho anh em thấy một coi này anh em, nãy giờ đi quá lâu rồi. Kiếm được một coi này. Đây, gốc đây anh em biết coi gì không? Lá nó đây. Cái sim anh em à. Sim rừng anh em. Gốc này. Đó. Nằm trên đá luôn. Ồ, lách gốm như anh em. Đó. Thấy gốc nó.
lách cưới nhờ. Chim nhà em to, lóc to. Góc to mà lách gốm á, đó em nhìn thấy cái góc nó vô. Nó lượn đúng vòng luôn. Đó, nhìn tàn nữa này nè. Một thân thôi. Mà lượn gốm á. Biết một ngày giữa. Ồ, sống thì giữa sống rồi. Giờ sao đào ra được này? Giữa mà. Nó nằm đá, đá cây mới hôn đá nhẹ thôi này. Ui. Lá nó nè anh em. Sim sim rừng anh em. Này giữa lá lắm. Để vào cá tróc cái rửa thôi chưa? Tróc cái rửa nó bám đá không? Đất dài xuống đó nè. Nằm sim nằm mấy thớ. Cái này là rửa này, quỳ chùa rửa bám hết trên đá luôn mà. Đó anh em thấy chưa, sim nuôi sim sim núi sim rừng rồi anh em, nằm hết trên đá luôn, nó bám rửa trên đá luôn. Vậy lấy kéo két rồi rút ra là có đào đất gì đâu này, chạy vào cục đá ra thôi. Thay góc nó chưa? Chỉ bừng đá thôi, không có làm gì hết. Bừng đá là lấy ra thôi chứ không có. Nằm thớ trong chỗ rậm luôn đó anh em. Đó, tàn nữa đó. Dưới đó là biển á. Đây ở trong rậm nhìn mát nè. Ở ngoài nắng em thấy trời luôn. Chung vô quay thử coi Hải Châu này nè. Hải Châu phải không anh hai? Đó lá nó nè nè. Coi thử gốc nó được không? Có thớ dán gì không nữa đào rồi nè. Đây nè thấy gốc nó vô. Đứng ở gốc đây thấy. Đứng ngoài xa thôi mà nhìn gốc nó thiệt bự rồi nè em. Đó giờ đang phát vô coi thử thớ dán như thế nào rồi. Mới biết định lấy không rồi anh em. Đó, thấy lá đó chưa? Đây lá nhỏ mà trong mát nó mọc lá. Lá nhỏ. Đó, phát vô kiếm coi nè. Đấy là thấy coi rồi phát vô coi coi thớ thần gì không à. Đó, coi đó. Thấy chưa? Khủng rồi anh em. Lùng. Khủng và lùng luôn. Đi nãy giờ quá lâu luôn. Tìm lùng sục mọi ngõ ngách để kiếm coi. Nói chung là coi cũng hiếm quá lùng. Kỹ mới có được cây, có bữa đi không có cây nào giờ không nữa nè. Đó đi làm phát đỡ trống chỗ rồi tiến hành lái cây đó thôi. Rồi anh em vô xem coi mà đây coi nó trước nó cháy rồi. Cháy mà bây giờ nó sống nữa rồi đào giờ lái không sống anh em nên bỏ không lái nè. Còn trên núi mà giác mấy cái đây giờ trồng không sống thì công tốn công thôi. Bây giờ đi kiếm cây khác thôi. Gốc to lắm này. Vừa tìm thấy một cây Hải Châu này anh em. Đây, nghiêng hiện trạng của nó luôn cho anh em xem. Vì núi này. Tàn rinh, trực lách ở trên núi này. Đó, nghiêng cái cây nó cho anh em xem này. Bây giờ bắt đầu dọn. Cho anh em xem sơ qua cái gốc của nó. Đó. À, cắt hết hai nhánh quăng luôn. Lấy một cái thân bự rồi thôi. Dạ, gốc nó cũng to rồi anh em. Đó.
nghiêng hiện trạng cái coi nó ở bên núi đó này. Nó cao cao 2 mét đó anh em. Có đó. Đột nữa mà. Có trái này, mới trái non này. Đây, cho anh em xem trái non nữa đó. Rồi có trái non dễ vàng vàng nữa này. Đó anh em. Mới đây đứng hơi đá rồi, hơi khó que nè. Giờ nó ngược nắng bên này mới trúng này. Đó, cái coi nó tàn của nó đó này. Cho em anh chị em xem nhìn cái coi ra này. Nó ra cái đột non đẹp này. Đó, đỏ chói luôn. Đó, nhìn đột non đẹp chưa anh em. Tiến hành dọn đưa lấy coi đây nha, trực lắc nha. Một thân lên. Chọt ra. Trúng rỡ kêu bốc bốc lên. Trái đó này. Lá nhỏ, hãy cho lá nhỏ trái đây. Mình thấy giờ trái cũng được chưa? Lá siêu nhỏ. Trái vàng. Trái chín chắc rụng hết rồi. Mùa này là mùa trái của Hải Châu rồi nè. Đó anh, cũng nằm bên dưới đá trên núi toàn Hải Châu mọc con đá luôn. Lùng lực anh em phá. Cho anh em xem này, nó lắc lắc này nè. Lên ra đây lắc léo. Lùng. Đó, lên đây tỉa ra hai thân. Lắc. Nó không lên thẳng mà nó lắc ra. Lắc léo đây nè. Thời tiết khắc nghiệt lắc léo, gió vừa đợi để công rồi. Đây giờ cho ông mini rửa bàn cũng được không? Đây chặt nữa hai cắt ngang nào này chưa biết, lên coi luôn nào, cắt giờ không biết, chưa biết đâu. Đó còn cái cây rửa nó vừa coi chọt với cái rửa nó cắt luôn. Mấy cây này thuộc dạng dở đào, sức gai. Như đây ở núi gai thôi, ở nhà mình giờ trồng thì mình xiên, mình bẻ mấy gai nữa này. Nó khỏi chăm. Cứ nó ra gai non nào mình lách hết. Đó. Quá trình đào cái cây, mấy cây đây thuộc dạng dở đào. Nó cái thân nó uống đẹp ấy. Đây mà nó lùng xuống chút nó chơi tàn rinh luôn được. Cao. Nó tàn nó trơn luôn nè. Gai quá gai luôn. Sức. Cuộn cây rửa đó, đá nó còn lớn. Lên rồi đó anh em. Đó. Đó nữa đó. Lên. Thân nữa. Giờ dọn. Giờ tiến hành bỏ dựng trên đá nữa dọn. Đó. Lên cây rồi đó. Đó. Đỡ góc nó ra. Tiến hành dọn này. Đỡ này thoáng dỡ dọn, tiến hành dọn lại cây. Mỗi cái cây anh em xem ở mấy video trước anh em dọn đây ở núi dọn sơ thôi, chứ không phải cái thớ dọn đó giờ trồng luôn nha anh em. Giờ nhà có cắt tỉa lại nữa, vì trong quá trình vận chuyển xuống núi á, nó còn đi vướng cây rồi suốt rồi, giờ đâu có cắt hoàn thiện luôn đâu. Giờ nhà mới cắt cuối cùng tha keo trồng luôn anh em. Đó anh em thấy cái khúc đó nó lắc léo chưa, nhìn nó không lên thẳng. Lùng mà lắc. Đó tàn rồi đó, nghiêng rồi. Gai gỗ mà cắt hết gai.
từ góc lên cho anh em xem. Có hai cái thông nhỏ nữa, nhìn cách rồi, góc nó to, còn lắp đất từ góc lên cho anh em xem. Đang tiến hành dọn cắt luôn, đó hai lái cao cáo đó luôn, thấp mà thấp luôn, mét rưỡi không có đâu, nãy đứng dưới đất phủ đầu này, giờ cắt bớt rồi. À thì mình xả coi nha, thằng lùng được lùng nó lách đó mà. Cách ngàn đó luôn, những trực này. Giờ cái thằng này nó thẳng quang. Rồi thằng này nó lách đỡ lại. Cách bỏ, sang giờ cái mình nuôi. Nuôi mình làm tàn lại cho nó nè. Làm tàn lại cái đời lại. Còn cái kia lách léo đỡ lại nè, cái nhánh này hơi thẳng. Bỏ. Gài. Đó. Anh em thấy nhìn sơ qua đây đẹp đấy, bây giờ là dân trực anh cần lấy hết ngày sau này nó ấy là mình làm một tầng lót nha, tầng lót đây à. Lót đây. Đó từ trên xuống đó anh em, rất đẹp quá.